Trí xin chào cô chú, anh chị. Hôm nay Trí cùng cả nhà mình đi tìm hiểu tiếp theo phần 2 của cái phần trộn. Thì cái lần 1, phần 1 Trí đã chia sẻ cho cô chú anh chị mình tại sao lại phân bón cho cây cây trồng nói chung và cây cây cà phê nói riêng càng ngày càng tăng dần. Và chỉ trong vòng 10 năm thôi, từ 2001 tới 2010, các kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy rằng cái lượng phân bón để bón cho cây cà phê duy trì ổn định 1 hecta khoảng 3 tấn dân thì nó đã tăng gấp đôi so với năm 2000. Năm 2000 cả nhà nhé. Có nghĩa năm 2000 bón chỉ có một cái lượng khoảng 200 kg đạm, nhưng tới năm 2010 là nó khoảng 490. Và hiện tại bây giờ thì Trí nghĩ là phải trên 500 rồi. Trên 500 kg đạm nguyên chất trên 1 hecta để cho cây cà phê được trên 3 tấn dân. Có nghĩa là cái lượng phân bón chúng ta càng ngày càng gia tăng. Có nghĩa là cái đất của chúng ta càng ngày càng bị thoái hóa cả nhà. Có nghĩa là đất chúng ta càng ngày càng chết. Do đó là chúng ta phải bón phân, sử dụng phân bón như thế nào để giúp cho cái đất nó phục hồi là cực kỳ quan trọng luôn. Cả nhà cần thông tin gì, cần hỗ trợ gì cả nhà mình gọi điện qua số điện thoại này cho Trí nhé. Cố gắng ngoài giờ hành chính. Bên cạnh đó là bữa nay nó có cái humic cũng là cái sản phẩm này, nhưng mà cái mẫu bao mới cả nhà, cái mẫu bao cũ này là nhiều sản phẩm quá. Nên về cái mẫu bao mới thì cả nhà mình cho Trí xin ít phút để giới thiệu sơ qua cái mẫu bao mới thôi nhé. Còn cái chất lượng thì nó không đổi. Đây là cái mẫu bao cũ này. Thì đây là mẫu mới đây cả nhà ha. Về cơ bản là nó không khác gì, nó chỉ khác cái tông màu thôi. Nó cũng là acid humic. Cũng là cái tiêu đề của sản phẩm là xây dựng một trái đất có màu xanh, The Green Air. Thì cái đây là cái mặt sau, còn đây là mặt trước. Thì mặt sau thì cơ bản nó có cái hướng dẫn, thì cái hướng dẫn sử dụng ở đây là có thể là bón bằng nước, có thể trộn bằng nước cho từ nửa ký cho 1 ký humic, trộn cho 1000 lít nước và tiến hành phun cho cái đất gieo trồng trước 3 ngày. Còn ở đây là trộn với phân NPK hoặc các loại phân hóa học khác thì tương đương khoảng 2 kg cho 1 tạ đến 1 tạ rưỡi rải trước 3 ngày khi gieo trồng, cho lúc chúng ta làm đất á. Hoặc là ở đây là ủ với hạt giống, như ở đây là trộn khoảng 2 kg humic cho 1000 lít nước để ủ giống cho 1 tấn á. Cứ 2 kg này ngâm với nước ủ cho 1 tấn hạt giống. Thì đó là cái hướng dẫn. Còn cái chức năng của humic thì Trí đã chia sẻ rồi. Đây là nó hỗ trợ cải thiện đất này, phát triển bộ rễ cây trồng này, nó cải tạo nâng pH đất đây cả nhà nhé. Đấy, pH đất, và giúp cho cái bộ rễ cây và các vi sinh vật phát triển, đặc biệt là cái vi khuẩn cố định đạm này, nitrogen này ha, đặc biệt cho cái việc chống trực di đạm. Thì ở đây nó khuyến cáo là thứ nhất là bảo quản dưới tránh ánh sáng mặt trời và nơi thoáng mát nhé. Rời xa vòng tay, có nghĩa là không được cho trẻ nhỏ tiếp xúc vào, và cố gắng là tránh các vùng mà bảo quản thực phẩm. Thì đó là cái hướng dẫn của sản phẩm humic này. Về dạng của humic ha, về dạng cấu thành sản phẩm của humic thì anh chị mình hay nói là dạng vẩy là cái dạng có hiệu quả nhất, rất là dễ sử dụng. Thì ở đây nhà mình thấy đây là hoàn toàn là dạng vẩy, nhà mình thấy rất là to luôn, vẩy rất là to, rất là ok. Về mức độ tan trong nước thì Trí sẽ review trực tiếp cho cô chú anh chị mình xem ha. Đấy, nó hút quá nghĩa. Đấy, anh chị mình thấy thấm nước một phát là nó tan. Tan tuyệt đối ha, rất là nhớt và nhầy. Khi humic càng nhớt càng nhầy thì chứng tỏ là cái hiệu quả nó càng cao, vì nó tính nhớt như vậy nó mới kết dính được phân bón ha. Đấy, có nghĩa là tan tuyệt đối luôn. Có một tí này này mà thì mình thấy cái thau nước rồi, đó là hiệu quả. Thì Trí chia sẻ để mục đích là review cái clip này để cô chú anh chị mình không có phải nghi ngờ. Cái Trí đã sử dụng thì tất nhiên là nó sẽ hiệu quả, vì Trí biết được một số tốt hơn mọi người. Đấy, thì Trí chọn cái công thức phân đối với cái vườn cà, áp dụng cho cái vườn cà mà từ 4 tấn nhân trở lên cả nhà nhé. Từ 4 tấn nhân trở lên Trí áp dụng công thức phân, cả nhà mình lưu ý 16 bao ure này, 12 bao SA này, 20 bao lân này, 14 bao kali này. Đây là cái công thức phân hóa học của NPK này. 600 kg vôi chia cho 2 năm, có nghĩa bình quân 1 năm chúng ta bón 300 kg vôi.
15 tấn phân chuồng cho 2 năm, có nghĩa trung bình là mỗi năm khoảng 7 đến 8 tấn. Và còn nếu mà trong trường hợp không bón phân chuồng này thì nhà mình sử dụng khoảng 60 kg humic cho một năm cả nhà ha. Thì cái lượng phân bón NPK này nó tương đương với một cái lượng 1,5 tấn NPK 16 16 8 cộng 13S cộng TE và 1,5 tấn NPK 16 8 16 cộng 13S cộng 13 cộng VTE. Có nghĩa là cái lượng công thức phân này nó tương đương với khoảng 3 tấn NPK nha cả nhà. Đấy. Thì cái này này, cái phần hữu cơ ở dưới này chúng ta chuyển xuống đây. Nếu bón phần này chúng ta chuyển xuống đây. Còn không ở trên đây, tôi chuyển này. Đối với cái SA cái lần này, hôm nào Trí sẽ có một cái phân tích, một chủ đề riêng đối với cái SA này. Anh chị mình hỏi rất nhiều tại sao không được bón SA. Trí nói không phải không được bón, mà chúng ta hạn chế bón. Trong trường hợp chúng ta dùng công thức phân trộn thì chúng ta phải phối trộn SA này. Bởi vì cây một năm cần khoảng 120 kg SA này ha cả nhà, 120 kg SA này. Thì để hiểu nắm chắc cái chủ đề phân trộn này thì anh chị mình cần nhớ cho Trí là ure là 46% nha. Có nghĩa là trong 100 kg ure sẽ có 46 kg đạm. Cái này ure là tên thương mại, còn đạm đây là cái dinh dưỡng nguyên chất ở trong đây cả nhà nhé. SA nó có chứa hai thành phần, một là S là lưu huỳnh, hai là A là chính amon là đạm, là có 21% đạm. Có nghĩa là trong một tạ hai bao SA sẽ có 21 kg đạm và 24 kg lưu huỳnh. Cả nhà mình nắm chắc cái công thức, cái lượng dinh dưỡng này để chút nữa là Trí quy đổi cái thành phần dinh dưỡng là cả nhà mình sẽ hiểu. Lân là 16%, có nghĩa là trong một tạ lân sẽ có 16 kg lân nguyên chất. Còn kali cũng thế, kali 61%, trong một tạ kali thì sẽ có 61 kg kali nguyên chất. Khi chúng ta sử dụng công thức phân này, cái này là cái dạng bao cả nhà nhé. Còn khi mà quy ra cái lượng dinh dưỡng nguyên chất á, thì chúng ta có này, 120 bao ure, 16 bao ure là tương đương với 368 kg đạm này nguyên chất này. 12 bao SA sẽ cho ra 120 kg đạm nguyên chất cộng với 140 kg lưu huỳnh nha. 20 bao lân sẽ cho ra là 320 kg lân nguyên chất. 14 bao kali sẽ cho ra 427 kg kali nguyên chất. Cái này là quy đổi công thức hóa học nha cả nhà nhé. Thì đây, khi chúng ta bón cái lượng phân này với số chừng này bao sẽ cho ra chừng này hóa học đó, sẽ cho chừng này ra hóa học. Thì có nghĩa là nếu đạm thì chúng ta lấy 368 cộng với 120 này thì ra 488 cộng 140S cộng 320P cộng cho 427 kg kali. Tuy nhiên các nhà khoa học tính toán rằng để có được 4 tấn nhân này thì cây sẽ cần khoảng 480 kg đạm, thì nó tương đương với cái lượng này nha cả nhà nhé. Cả nhà, 140 kg lưu huỳnh thì nó tương đương với đây, 150 kg lân, có nghĩa là chỉ bằng một nửa này, phần một phần này chia hai, một phần này chia hai đấy. Nhưng mà vì lân chúng ta, có nghĩa là cái lân này có nhiều cái vấn đề ở trong đây, do hôm nào Trí sẽ đi phân tích thêm tại sao chúng ta không bón 10 bao mà chúng ta phải bón 20 bao. Đây, cái này là cái quan trọng nha. Và khoảng 430 kg kali, vậy là tương đương với cái lượng này. Do đó nhà mình thấy để được 4 tấn nhân thì cây trồng chỉ lấy khoảng 140S này. Cái S này là cái quan trọng trong trường hợp chúng ta sử dụng bón dư. Thì hôm nào Trí sẽ có chủ đề chia sẻ sau liên quan đến hai chủ đề này, cả nhà theo dõi nhé. Thì về cách bón thì có Trí chia thành hai cách bón khác nhau. Một là cách bón theo truyền thống, là chúng ta bón thành 4 đợt trong một năm. Trong đó lân tập trung rải vào cái giai đoạn đầu mùa mưa, vì các nhà khoa học đã chứng minh rồi. Lân rải đầu mùa mưa sẽ cho cái hiệu quả cao hơn gấp 30% so với giữa đến cuối hoặc cuối mùa mưa chúng ta rải nhé. Đó là cái kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học. Đó. Còn phân thì chúng ta chia thành 4 lượt, mùa nắng 1 lượt, mùa mưa 3 đợt, đầu mưa, giữa mưa và cuối mưa. Cái thì phương pháp bón như sau anh chị. Đối với lân
và vôi, thì anh chị mình bón, cố gắng là bón tháng 5 hoặc tháng 6, vì các nghiên cứu là chứng tỏ chỉ ra rồi, lưng mà bón tầm tháng 5 tháng 6 là cho hiệu quả, cái năng suất của cây cà phê cao nhất, cái hiệu quả cao nhất. Do đó chúng ta bón tháng 5 hoặc tháng 6. Nếu mà chúng ta không bón chung lưng vôi thì chúng ta có thể chọn super lưng hoặc là lưng văn điển, vì trong lưng văn điển hoặc super lưng nó cũng có là thành phần vôi rồi, khoảng 30-40% nha anh chị ha. Bên cạnh đó là cái phân hữu cơ, cái phân hữu cơ phân chuồng á, là chúng ta bón toàn bộ là cái giai đoạn tầm tháng 5 tháng 6 này hết. Còn cái bón theo truyền thống thì Trí đề xuất như thế này, anh chị mình tham khảo nha. Cái này thì bón sẽ trong quá trình ấy thì đối với truyền thống thì chúng ta thứ nhất đợt một là sau khi tưới này, sau khi tưới tại thời điểm tưới đợt hai này, chúng ta dùng 3 ure trộn với 3 bao SA với 2 bao kali 10 kg humic. Còn trong trường hợp chúng ta đã bón phân hữu cơ hoặc là phân chuồng rồi thì chúng ta bỏ cái humic này đi nhé. Nếu mà trong trường hợp nhà mình bón là càng tốt, bởi vì cái humic chính là cái hữu cơ tạo từ phân chuồng ra thì nó giúp cải tạo đất rất là tốt luôn. Lần thứ hai tầm đầu tháng 6, khoảng mùng 10 tháng 6 thì chúng ta dùng ure với ure kali, ure đẩy lên cao lên để giúp cho cái quá trình phát triển chạy trái và đi cành tâm mạnh hơn nhá, đi cành chờ mạnh hơn, cộng 3 SA, cộng kali, cộng 10 kg humic, cộng TE, quên cái TE này, TE và trung vi lượng đây cả nhà nhé. TE là cái hệ trí quên nói. Cái lần thứ ba là tầm đầu tháng 8 thì chúng ta bắt đầu giảm ure xuống, 4 ure 3 SA, 3 bao kali và 10 kg humic, cộng 3 bao TE, và đợt 4 cũng vậy, tầm 30 tháng 9. Đợt 4 tầm 30 tháng 9 cũng như vậy. Và sau khi hái xong, chúng ta hãy cố gắng bổ sung một cái lượng nữa là khoảng 3 bao kali cộng 10 kg humic. Thì cái đợt sau khi hái này để chúng ta bổ sung kali để đẩy cái cây nó chuyển sang trạng thái làm bông tốt hơn cả nhà nhé. Còn lân thì chúng ta bổ sung ngay từ đầu rồi, chứ không nhất thiết là lân là phải bổ sung khoảng tháng 8 tháng 9 đâu. Thì cái phương pháp truyền thống đây này, nó nhược điểm nhất là sau khi cái tầm từ tháng 9 đây này. Từ tháng 9 chúng ta bón đợt cuối, thông thường là tháng 9 chúng ta bón đợt cuối, mà từ tháng 9 đến khi thu hoạch xong là tầm tháng giữa cuối tháng 11, có nghĩa là mất 2 tháng trời. Cây cà phê chúng ta nhịn đói. Cây cà phê nhịn đói thì có cái giai đoạn này anh chị mình có làm cành làm tốt đi chăng nữa thì cái giai đoạn này cái cây mà khi nó đi vào nó giai đoạn chín, nó sẽ rút cái cây mẹ mạnh hơn, thì nó sẽ làm cho cái cây chúng ta dễ bị đuối, và nó khi nó đuối thì nó sẽ không phân hóa mầm hoa được. Thì đây là cái nhược điểm của cái phương pháp bón truyền thống là mùa mưa ba đợt bón. Thì Trí đề xuất là chúng ta bón theo cái phương án mới cả nhà nhé. Còn đối với cách thứ hai thì Trí luôn luôn khuyến cáo nhà mình nên chọn cách thứ hai để chúng ta mang cái lại cái hiệu quả sử dụng phân bón cho cây trồng cao nhất, bởi vì cái đất của chúng ta nó đã chai nên chúng ta bón càng nhiều thì cái hiệu quả phân bón nó càng ít. Thì cái bón thứ hai nó dựa vào chủ yếu bám sát vào cái chu kỳ tăng trưởng của quả, thì cũng chia một lần bón vào mùa nắng và 4 lần, cố gắng 4 đến 5 lần vào mùa mưa. Thì cái lân cũng là nguyên tắc là rải đầu mùa mưa để giúp cho thúc đẩy bộ rễ cây trồng phát triển, và nó sẽ đi phân hóa mầm hoa. Nó có thời gian vì cái lân của trong đất nó dư rất là nhiều, do đó nó sẽ, vì cái lân là dạng bột đá, do đó là khi chúng ta rải càng sớm thì nó ngấm nước và phân rã càng tốt càng nhiều, thì cái sau này cái khả năng phân hóa mầm hoa của cây càng tốt cả nhà ấy. Chứ không phải lân là chúng ta rải tháng 8 là hiệu quả đâu, hiệu quả nhất là rải vào đầu giai đoạn mùa mưa. Thì đối với cái phương pháp đề xuất đây là như nhiều lần Trí chia sẻ là Trí muốn chia nhỏ cái lượng phân ra để bón, thì bón liên tục như vậy thì cái cây của chúng ta nó sẽ hấp thụ được dinh dưỡng nhiều hơn, và cái quá trình mất phân bón của chúng ta sẽ được giảm đi, có nghĩa là cái hiệu suất sử dụng phân bón của cây trồng chúng ta sẽ tăng lên. Thì tương tự như lần một là khi đợt tưới thứ hai, cả nhà mình cũng sử dụng là 3 bao ure, 3 bao SA, 2 bao kali và 10 kg humic này để bón. Lần thứ hai khoảng mùng 10 tháng 6, thay vì bón 5 ure chúng ta bổ hạ ure xuống 4 ure, 3 SA, 2 kali, cộng 2 bao TE. TE này là bao vi lượng 25 kg, trung vi lượng 25 kg đấy cả nhà. Do chúng ta trộn phân đơn, bón phân đơn nên cái trung vi lượng không có nên chúng ta phải bổ sung. Và cái lần thứ ba là bón vào tầm 30 tháng 7, có nghĩa là cứ mỗi lần bón cách nhau khoảng 40 đến 50 ngày cả nhà. Đấy, cái này khoảng 40 đến 50 ngày, có nghĩa chúng ta vô phân liên tục như vậy thì cái cây nó ăn liên tục thì nó sẽ có thức ăn liên tục thì cành nhánh nó phát triển tốt hơn. Thì 3 ure, 3 SA, 3 kali, 10 humic, 2 TE. Đợt bón thứ tư là 15 tháng 9, đây tầm khoảng 1 tháng rưỡi 45 ngày, thì 3 ure, 3 SA,
3 kali 10 humic và 2 kg TE. Thì cái đợt 5 là đây là cái phương pháp mới. Chúng ta chia nhỏ ra để cái đợt 5 này có nghĩa là cái giai đoạn từ tháng 9 này tới tháng 11 chúng ta chen một cái lần bón ở giữa thì cái cây cà phê chúng ta không bị đuối vì cái thời điểm này là cái quả cà phê nó chín, nó rút cái cây mẹ kinh khủng luôn. Đó có nghĩa là giống như là cái nó đang cái giai đoạn chín nó vô nhân á, mà chúng ta không bổ dinh sung dinh dưỡng là nó rút kìa cây mẹ, thì chúng ta tắt cái dinh dưỡng ở trên đây, chia nhỏ và nhỏ là chúng ta bổ sung thêm một cái đợt 5. Đó nghĩa là 3 ure cộng 3 kali thôi, vì SA là 12:3 chúng ta chia ở trên đây rồi nha. SA là cố gắng không dồn một cục để bón, cái này rất là nguy hiểm. Cái này hôm nào Trí sẽ chia sẻ riêng một cái chủ đề SA nhé. Nhà mình thấy truyền thống hay là cái phương án mới đều chia SA đều ra các lần bón trong năm này. Đấy, cái đợt thứ năm này là tầm 15 tháng 10. À, anh chị mình nói là 15 tháng 10 hái rồi, có nghĩa là gần hái. Chúng ta vô một lượt phân là 3 ure 3 kali. À, thì vô kali như nhiều giai đoạn này là trái nó chín đẹp, cái cây nó khỏe không? Và sau khi hái chúng ta vẫn vô ba thêm 3 bao kali nữa, còn không 4 bao kali nữa, tùy theo trạng thái của vườn. Nếu mà trong trường hợp chúng ta thấy cái vườn chúng ta nó đã làm bông tốt rồi thì chúng ta không cần vô kali này nữa, bởi vì kali này nó sẽ ép đạm lại và nó thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa, làm cho lân nó hoạt hóa, cái vai trò của lân nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy, cả nhà mình đấy, đó là cái khác nhau. Thì Trí vẫn đề xuất cả nhà mình theo phương án này nhé cả nhà. Còn về lượng bón thì phương án mới hay là truyền thống thì lượng bón bao nhiêu thì anh chị mình cứ cộng hết lại các loại với nhau, xong chúng ta chia cho 1.000. Ví dụ như ở đây là 4 bao ure, 3 bao SA, 3 bao kali, có nghĩa là 4 cộng 3 cộng 3 là 10 bao. 10 bao có nghĩa là tương đương với 5 tạ. 10 bao bón cho 1.000 cây là 1 hecta, có nghĩa là tương đương với 1 bao 100 cây. 1 bao 100 cây có nghĩa là 1 kg chúng ta bón cho 2 cây. Thì đó có nghĩa là khi chúng ta quy về cách lượng bón, có nghĩa chúng ta cứ cộng tổng lại cái khối lượng phân của chúng ta, xong đó chúng ta chia cho 1.000. Ví dụ 3 là 9. 9 bao chia cho 1.000 thì một cây nó khoảng 0,4 lạng một cây ấy. Thì căn cứ thì với cái lượng bón khoảng 4 lạng hoặc là 5 lạng ở đây nhá. Hoặc ví dụ như đây, 5 lạng một cây thì nó tương đương với cái phân trộn này, chúng ta bón 5 lạng một cây nhưng mà tương đương với phân NPK nằm khoảng 7 lạng cả nhà nhé, 7 đến 8 lạng, có nghĩa cái lượng dinh dưỡng á, vì đây là nó nguyên chất bao cho chúng ta trộn á, nên do đó cái thành phần dinh dưỡng nó gia tăng, mặc dù bón 5 lạng thôi nhưng mà cái lượng của nó tương đương với khoảng 7 đến 8 lạng NPK. Đó cả nhà, nên cái giá trị dinh dưỡng nó cao hơn, chi phí nó giảm hơn. Khi bón phân trộn, cô chú anh chị mình cần lưu ý là nó sẽ xảy ra một cái rủi ro cực kỳ lớn đối với cái cây trồng của chúng ta. Thứ nhất, đối với đất, nếu mà đất của nhà mình mà cái độ mùn, cái độ hữu cơ không tốt thì nó sẽ làm cái đất mình cực kỳ nhanh chai. Bởi vì sao? Bởi vì cái hàm lượng dinh dưỡng, đặc biệt là đạm hoặc SA là phân sinh lý chua, có nghĩa là bản thân cái phân đó nó gây chua cho đất, mà đất chúng ta không có mùn, cái độ hữu cơ không tốt, cả nhà không bổ sung humic, không bổ sung phân chuồng thì cái vườn của chúng ta đi xuống rất là nhanh, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta bổ sung phân trộn như vậy vì hàm lượng đạm nó quá cao thì cô chú anh chị mình phải cực kỳ lưu ý là khi bón là phải đảm bảo là cái nguồn nước phải đủ hòa tan hòa loãng ra thì nó mới không gây cháy rễ, còn không nó sẽ gây cháy mà cháy rất là nhanh và cháy rất là mạnh đối với cái vườn cà phê chúng ta, do quá trình chuyển hóa đạm và NH3 amoniac bay lên và nó gây cháy, hoặc là cái hàm nồng độ phân đạm ở dưới đất nó quá cao dẫn tới cháy rễ cà phê, nó gây cháy và nó gây thiệt hại lớn cho cái cây trồng của chúng ta. Cả nhà mình cực kỳ lưu ý vấn đề này.